Nè nè nè, mẹ của Thanh Tiger và Martin ở đâu mà ít khi xuất hiện? Mọi người hay hỏi là mẹ của hai đứa tụi tôi đâu mà đó giờ không thấy. Thì bữa nay hai đứa tôi cùng mẹ đi Long Xuyên chơi nè. Mấy lần trước đi Long Xuyên, mọi người có giới thiệu là cơm tấm Hương Dương cũng nổi tiếng lắm, nên bữa nay dẫn mẹ đi ăn luôn. Còn đây là mẹ của tôi và Martin nè, cho mọi người khỏi thắc mắc hen. Về hình thức thì vẫn là một dĩa cơm tấm bình thường như bao dĩa cơm tấm khác. Nước mắm thì không có kẹo lắm, nhưng mà vẫn rất là ngon nha. Tùy khẩu vị của mọi người, nhưng mà mình thấy thì cơm tấm ở Long Xuyên chỗ nào nó cũng có cái ngon riêng. Ăn cơm xong rồi tôi với Martin dẫn mẹ ra Cellphone X bự chà bá Long Xuyên mua điện thoại mới. Đi vòng vòng một hồi cuối cùng cũng thấy cái này ổn áp nè. Cái Xiaomi 13 Lite này camera sau của nó là 50 megapixel. Chất lượng hình ảnh rõ nét, chắc mẹ tôi về chụp nguyên cái giường bông mệt nghỉ luôn quá. Rồi xong chốt được em này, về cho bà coi tóp tóp hai thằng con của bà quánh nhau chí chóe. Tiếp đó ba mẹ con tạt qua siêu thị ăn bin chi linh. Mỗi lần đi siêu thị có mắt là thằng Tin nó đòi ăn kém trong này à. Ba mẹ con ngồi nghỉ chân ăn bin chi linh một xíu rồi đi mua đồ. Hôm nay mọi người đã được thấy mẹ của hai đứa tôi rồi đó, cho nên là khỏi thắc mắc mẹ của tôi ở đâu nữa nha.